Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, cái mà đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn. Chủ yếu chúng ta sẽ nói về tin tức ngày hôm nay. Nó không có nhiều như hôm qua các bạn, nhưng mà cũng có nhiều cái thông tin thường muốn chia sẻ. Cho nên chủ yếu chúng ta sẽ chú tâm vào tin tức và thường sẽ tâm sửa thêm một chút. Chúng ta có thể nhìn thấy được là chứng khoán của Hoa Kỳ đó, hôm nay kết thúc như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy là hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đó thì coi như không thay đổi nhiều các bạn kết thúc đó là giảm 0.02% cho chỉ số Dow Jones và S&P 500 đó thì kết thúc để giảm 0.05% không đáng kể nhất là khi chúng ta nhìn vào hai chỉ số này đã đạt đỉnh mới liên tục tuần vừa rồi nhưng mà thật ra hồi sáng này đã là hai chỉ số này đều là màu đỏ các bạn và các bạn cũng đã thấy được là kết thúc ít nhất nó cũng đã trở về con số như ngày hôm qua và chúng ta cũng đã thấy cái hiện tượng tương tự liên quan tới bitcoin các bạn hồi sáng này thì giá bitcoin đã đỏ sau đó chúng ta thấy được là cái giá bây giờ cũng đã trở về cái mức giá tương tự như ngày hôm qua nhưng mà chúng như ta nói về bitcoin và crypto một lát nữa về Nasdaq thì các bạn nhìn thấy đây là chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ trong đó đã tăng 0.18%. Hợp đồng tương lai futures thì hiện bây giờ các bạn nhìn thấy được là đang đỏ chúng ta có chỉ số Dow futures giảm 0.28% giảm nhiều nhất chúng ta có chỉ số S&P futures thì giảm 0.11 và Nasdaq thì giảm 0.17 Chúng ta sẽ nói thêm về một số những cái yếu tố dẫn đến thị trường đỏ hồi sáng này. Chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì bây giờ mức là 72 đô và 9 cent cho một thùng dầu. Nói chung cũng không có gì đáng nói các bạn, cũng trong cái phạm vì chúng ta cũng đã biết trong vòng 2 năm qua rồi. Hợp đồng của vàng đó thì hiện bây giờ vẫn ở mức cao các bạn, ở mức là 2.753 đô. Nói chung nó thì cũng không có thể đổi nhiều so với lại ngày hôm qua nhưng mà vẫn giữ được ở mức cao. Còn về crypto đó chúng ta cũng đã nói tới là giá Bitcoin bây giờ là 67.300 24 đô thì cái mức này nó cũng tương tự như hôm qua các bạn đã thường refresh lại có gold thì các bạn nhìn thấy được là cái mức giá của Bitcoin hôm nay cũng tương tự như là ngày hôm qua nhưng mà tổng số vốn hóa đó thì giảm 1.5% có nghĩa là chúng ta thấy được là có nhiều altcoins giảm hơn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cũng có những altcoins màu xanh nhưng mà nói chung đó thì không phải là một ngày tốt cho altcoins các bạn về lý do dẫn đến giá cả dao động ngày hôm nay đó thì chúng ta có hai điều tôi muốn chia sẻ với các bạn thực ra hai điều này cũng không có phải là liên quan trực tiếp các bạn chỉ là liên quan gián tiếp mà thôi một điều nó có liên quan đến tất cả những tài sản và một điều khác nữa ta chỉ liên quan đến bitcoin và ethereum mà thôi nhưng mà cũng có sức ảnh hưởng chung với thị trường crypto các bạn trước hết chúng ta Hãy nói đến cái hiện tượng liên quan đến công trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở Hoa Kỳ. Hồi sáng này đã, đã vượt mốc 4.2% các bạn rồi sau đó giảm xuống. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy một lần nữa là vượt mốc 4.2%. Bây giờ là 4.224%. Và đây là lãi suất của công trái phiếu 10 năm ở Hoa Kỳ. Có nghĩa là lãi suất mà các bạn có thể nhận được khi mà các bạn đi mua công trái phiếu đó đã tăng lên. Và không phải là mới tăng gần đây các bạn, đã tăng từ lúc mà Fed giảm lãi suất đến bây giờ thì có lẽ nhiều bạn cảm thấy là có hiểu tại sao mà chúng ta lại thấy lãi suất công trái phiếu lại tăng trong lúc mà fed đã giảm lãi suất vào tháng 9. các bạn có thể nhìn thấy được là cái sự tăng trưởng nó là bắt đầu là từ tháng 9 các bạn sau khi mà fed giảm lãi suất thì lãi suất công trái phiếu hoa kỳ lại tăng lên thì lý do đó cũng đơn giản mà thôi chúng ta cũng đã từng nói đến đó chính là thị trường công trái phiếu cũng như là tất cả thị trường khác là một cái thị trường mà không phải phản ảnh tình hình hiện bây giờ mà nó phản ảnh cái sự suy nghĩ của những nhà đầu tư về tương lai các bạn có thể nhìn thấy được là trước khi mà fed chậm lãi suất thì bắt đầu từ cuối tháng 4. Chúng ta nhìn thấy được là lãi suất của công trái phiếu 10 năm là từ 4.7% đã giảm liên tục về cái mức là 3.65% khi mà Fed công bố giảm lãi suất lần đầu tiên các bạn có nghĩa là gì? Trước khi mà Fed giảm lãi suất thì công trái phiếu Hoa Kỳ đã giảm rồi tại vì những nhà đầu tư họ nghĩ tới tương lai và họ nghĩ là Fed giảm lãi suất cho nên lãi suất công trái phiếu sẽ giảm trước các bạn. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là sau khi mà Fed giảm cái đợt hồi tháng 9 là 0.5%, chúng ta vẫn chưa biết gì thêm và ngay bây giờ để chúng ta tiếp tục nhận được những cái lời nói thận trọng không phải là từ một người các bạn hôm nay đây thường nhớ hình như là New Jersey nói nhưng mà các bạn thấy được là không phải riêng một người mà rất nhiều quan chức của Fed trong đó có cả chủ tịch chọn Powell nói là chúng ta cũng đừng có kỳ vọng quá nhiều và những cái đợt giảm lãi suất mạnh như vậy trong tương lai khả năng đó là sẽ có những cái đợt giảm lãi suất nhỏ hơn và theo trình tự hơn có nghĩa là khả năng sẽ có như được giảm lãi suất nhưng mà chỉ có 0.25% mà thôi chứ không phải là 0.5 như là cái đợt đầu tiên vì lý do đó đó thường nghĩ là chúng ta đã chứng kiến thị trường trái phiếu đã có một sự điều chỉnh thì cái này nó có liên quan gì đến thị trường tài chính nói chung các bạn có hai điều điều đầu tiên đó các bạn nên biết là công trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ là cái lãi suất quan trọng nhất liên quan tới người tiêu dùng tại vì nó là lãi suất mà ảnh hưởng đến cái lãi suất các bạn dùng để mà mua nhà hay là dùng để mà mua xe tại vì á, tuy là các bạn mua nhà ở hoa kỳ thường người ta là vay mượn 30 năm nhưng mà ngân hàng họ thừa biết là các bạn sẽ không cơ bản cái căn nhà đó 30 năm đâu trên căn bản đó, thì khoảng chừng là 7 tới 10 năm người ta sẽ refinance nghĩa là mượn lại cái nợ mới với cái à, lãi suất ưu đãi hơn hay là người ta sẽ mua nhà mới cho nên à, vì lý do đó cái lãi suất mua nhà nó sẽ gắn liền với lại công trái phiếu 10 năm của hoa kỳ nó có, có sự ảnh hưởng trực tiếp với nền kinh tế các bạn và mua xe đó thì à, phần lớn cũng là như vậy thứ nhì nữa đó các bạn nên hiểu là khi mà chúng ta thấy lãi suất tăng như vậy thì à, công trái phiếu nó lại trở nên hấp dẫn hơn với một số nhà đầu tư và Chúng ta lại thấy một dòng tiền đi vào công trái phiếu nhưng mà cái này đây là chúng ta đang chứng kiến chỉ có hiện tượng một ngày hôm nay mà thôi các bạn nói chung đó thì mỗi lần mà chúng ta thấy giá cả có sự dao động cho dù chúng ta chứng kiến những chỉ số như là S&P 500 và Dow Jones đã tăng liên tục đặc đỉnh mới nhiều lần tuần vừa rồi nhưng mà chỉ cần điều chỉnh một chút mà thôi đó thì mọi người lại bắt đầu muốn biết lý do tại sao các bạn trên căn bản đó đây là những cái thông tin mà chúng ta thấy được chia sẻ mà thôi chứ còn thực tế đó có thể là chỉ đơn giản là có nhiều nhà đầu tư có lời và họ chốt lời mà thôi và cũng tương tự như là Bitcoin các bạn chúng ta nhìn thấy được là giá của bitcoin đã có sự tăng trưởng rất là nhiều rồi bắt đầu là từ tháng vừa rồi chúng ta nhìn thấy được là ở cái mức là 58.800 đô là vào ngày 11 tháng 10 các bạn 11 tháng 10 có nghĩa là cách đây hơn một tháng đó thì đã tăng liên tục lên tới cái mức cao gần đây đó là hơn 69.000 đô các bạn nhìn thấy được là với cái sự tăng trưởng này và chúng ta đang ở rất là gần đỉnh rồi Rất là nhiều người khi mà họ đầu tư Bitcoin dài hạn Nhất là trung bình giá họ có lời Hiện tượng chút lời là điều mà cũng có thể xảy ra các bạn Chỉ có thể đơn giản như vậy mà thôi Chứ cũng không bị phức tạp đâu Nhưng mà thường cũng muốn chia sẻ thêm một cái thông tin nữa với các bạn Chúng ta nhìn thấy được là từ tháng vừa rồi tới bây giờ đã hơn một tháng qua Bitcoin đã tăng 18% Chúng ta chỉ chứng kiến cái sự điều chỉnh trong dòng mấy ngày qua đó là khoảng chừng là 3.22% mà thôi các bạn. Giá Bitcoin đã điều chỉnh từ cái mức là hơn 69.000 đô xuống tới cái mức hiện bây giờ các bạn. Rồi giống như là khựng lại trong vòng khoảng 2 ngày qua. Khả năng cao chúng ta chỉ có thể thấy một nhóm người nào đó họ muốn chốt lời. Có thể chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng mà tâm lý của con người đó thì luôn muốn biết tại sao các bạn. Vì lý do đó chúng ta thấy được là những cái nhà báo họ luôn có thể kiếm được tiền tại vì chúng ta luôn muốn biết tại sao mặc dù là giá tăng nhiều liên tục chỉ cần điều chỉnh một chút bình thôi chúng ta lại muốn biết tại sao lập tức hay là khi mà giá giảm liên tục chỉ cần có một chút xíu màu xanh mà thôi thì mọi người lại muốn biết tại sao các bạn thấy được đó là tâm lý của nhà đầu tư nhưng mà chúng ta cũng nói tới cái điều thứ hai đi tôi nghĩ là có cái sự ảnh hưởng ngắn hạn ít nhất là từ bây giờ đến thứ sáu mà thôi đó chính là cái đợt đáo hạn Quyền chọn các bạn options đến từ Deribit thì bạn đều biết là mỗi một tháng chúng ta đều có cái ngày đáo hạn lớn, đó chính là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng đó và trong tháng 10 này đó, đó chính là ngày thứ sáu của tuần này các bạn và chúng ta cũng thấy cái số lượng rất là lớn là 4,2 tỷ đô la bitcoin option và 1 tỷ đô la Ethereum option sẽ đáo hạn ở trên Deribit và cái thời điểm đáo hạn đó là vào 3 giờ ngày thứ sáu giờ Việt Nam hay là 1 giờ sáng giờ Cali và cái giá max spend của Bitcoin đợt này là 64.000 đô nghĩa là thấp hơn cái mức hiện tại khoảng chừng là 3.000 đô đó các bạn và chúng ta thì là cái giá max của Ethereum là 2.600 đô thì Ethereum trên căn bản thì cũng cỡ đó các bạn hiện giờ là 2.621 thì đó là cái điểm max fan của cái đợt đấu hàng kia này chúng ta cũng đã từng chứng kiến những đợt đấu hàng tương tự trong vòng mấy tháng qua trên căn bản này chúng ta cũng không có thấy hiện tượng là giá của Bitcoin trở về điểm max fan thì để các bạn hiểu rõ hơn đó điểm max pay là cái điểm mà những người mua option họ sẽ bị lỗ nhiều nhất tại vì đó là cái mức mà họ có sử dụng option đi nữa đó thì cũng không có lợi cho nên họ bị mất cái tiền mua option mua quyền chọn và có những cái giả thuyết được đưa ra là cái đơn vị mà bán option cho họ đó chính là sàn cho nên sàn nó sẽ muốn giá của Bitcoin hay là Ethereum về điểm option để họ có lợi nhiều nhất. Đó là một giả thuyết mà thôi nhưng mà chúng ta cũng thấy được là những tháng vừa qua đó thì giá max fan của Bitcoin cũng không cho đến hiện thực. Nhưng mà có một điều chúng ta chứng kiến rõ ràng là từ đây cho đến cái thời điểm Max Penn, thời điểm mà đáo hạn đó, thì giá rất là dao động khả năng cao chúng ta sẽ thấy giá dao động từ đây đến thứ sáu các bạn đây là hai điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn mà được nói đến nhiều ngày hôm nay ảnh hưởng đến giá cả nhưng mà quan điểm mua thuận đó, thì chỉ đơn giản là chúng ta thấy một số lượng người chúc lời mà thôi và nói về Trái phiếu đó không phải ai cũng hứng thú đầu tư vào công trái phiếu đâu các bạn. Tại vì đúng là đầu tư vào công trái phiếu đó thì các bạn có thể là có được cái phần lãi và cái phần lãi này gọi là cái phần lãi mà hiện bây giờ an toàn nhất rồi. Tại vì các bạn đang mua công trái phiếu như là nợ công của Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ đã xưa giờ đầu có vỡ nợ các bạn cho nên coi như là an toàn nhất. Nhưng mà ngược lại đó các bạn phải giữ công trái phiếu này một thời gian dài để các bạn có thể lấy được vốn và được cái phần lời nếu như mà các bạn cần tiền trong thời gian mà các bạn đang đầu tư thì các bạn có thể bị lỗ nhất là trong cái thời điểm mà chúng ta thấy là lãi suất tăng lên như là hơn một tháng qua các bạn tại vì khi lãi suất tăng nghĩa là giá của trái phiếu giảm xuống và khi các bạn cần tiền gấp thì các bạn hãy bán trái phiếu của mình với cái mức thấp hơn ở trên thị trường khi mà lãi suất tăng cho nên có khả năng là cái tiền lời các bạn cũng không có đủ bù vào cái phần lỗ đó và cho dù là các bạn thấy là lãi suất là 4.22% cho công trái phiếu 10 năm ngày hôm nay đó thì thấy hấp dẫn nhưng mà trên thực tế đó, các bạn có nhiều sự lựa chọn để có thể có được cái lợi nhuận hơn 4.22% mỗi một năm. Và cái phần trăm lợi nhuận này đó cũng chưa chắc là có thể bảo vệ các bạn khỏi lạm phát. Đúng là lạm phát thì bây giờ tại ở đâu đó là hai trăm mấy phần trăm các bạn. Nhưng mà đó là cái phần trăm lạm phát được chia sẻ bởi chính phủ Hoa Kỳ mà thôi. Chứ còn lạm phát thực sự đó chúng ta đều biết là cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà nào mà đi chợ ở Hoa Kỳ, các bạn chỉ cần so sánh cái mức giá mà các bạn trả bây giờ so với cái đề một năm hay là hai năm, các bạn sẽ dễ dàng dàng nhận được là lạm phát nó cao hơn là 2.3 4 chấm được công bố rất là nhiều cho nên chúng ta có thể nhìn thấy được là cái phần trăm này chưa chắc có thể bảo vệ các bạn khỏi lạm phát và một chuyên gia đầu tư rất hiểu điều này đó chính là tỷ phú Paul Tudor Jones các bạn Paul Tudor Jones chính là CEO của Tudor Investment Corporation các bạn và ông đã nói là tất cả con đường đều dẫn đến lạm phát đây cũng là điều mà chúng ta cũng đã nói nhiều trên cái channel này rồi. Và ông nói là tôi đầu tư dài hạn vào vàng và Bitcoin và tôi không sở hữu bất kỳ trái phiếu nào cũng vì lý do thằng dừa chia sẻ với các bạn trái phiếu nó nhìn như vậy nhưng mà nó cũng có rủi ro các bạn chúng ta cũng nhìn thấy được tại sao mà ngân hàng Silicon Valley Bank SVB bị phá sản năm vừa rồi đó chính là khi mà tình hình trở xấu đó những công ty họ đến rút tiền hàng loạt nhưng mà ngân hàng SVB họ lại không có sẵn tiền nhưng mà họ lại lưu trữ nhiều công trái phiếu nhưng mà những công trái phiếu đó, đó thì lại đang bị mất giá trên thị trường tại vì lãi suất tăng cao dẫn đến ngân hàng đã phải bán cái số lượng công trái phiếu đó và bị lỗ và bị phá sản. Cho nên công trái phiếu cũng có rủi ro chứ không phải là không có. Và chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn ngoại trừ đầu tư về công trái phiếu và portfolio Jones tin là như vậy các bạn. Và để chia sẻ clip ngắn này rồi tôi sẽ nói tiếp. Given all the things you're saying, are you off buying gold and Bitcoin and, and I, think all, I think all roads lead to inflation. We're gonna end up if you, so, But does all roads lead to inflation, therefore gold is a good investment? Is Bitcoin a good investment to you? I, I, I'm long gold. I'm long Bitcoin. I think commodities are so ridiculously under-owned. So I'm long commodities. I think most young people find their inflation hedges via the NASDAQ. That's also been great. It's probably some combination. I probably have some basket of gold, Bitcoin, commodities, NASDAQ, something like that. And I would own zero fixed income. If I had my cash, it would right. be very short term. The playbook to get out of this, you see it in Japan right now. They have 2% inflation, 30, 30 basis points overnight. They don't want to raise rates. The playbook to get out of this is that you inflate your way out thì cái mà ông nói đó cái phần cuối là các bạn phải lạm phát theo cách của mình cũng như là các bạn phải tự tạo ra một cái danh mục đầu tư mà có thể đi xa và nhanh hơn là lạm phát để có thể bảo vệ tài sản của mình và những gì được chia sẻ bởi Paul Tudor Jones không phải là cái gì là quá bất ngờ các bạn. Tại vì những bài nào mà theo dõi kênh nhiều năm của Nờ biết Paul Tudor Jones là một trong những tỷ phú rất là yêu thích bịch hồi trong nhiều năm rồi không phải là mới đây đâu các bạn. Cho những gì mà ông chia sẻ cũng không có gì làm cho thuận bất ngờ hết. Và nếu như chúng ta nhìn vào góc độ tăng trưởng của tài sản đó, thì trong 15 năm qua không có tài sản nào có thể sánh ngang được với Bitcoin. Đó là sự thật các bạn. Các bạn thấy được là có rất là nhiều người đó thì họ không có thoát khỏi được những cái suy nghĩ như là Bitcoin đó thì chỉ mới có mấy năm mà thôi chứ còn không có phải là một lịch sử dài hay là Bitcoin không có giá trị thật sự hay là lý do này hay là lý do kia thì những cái đó nó thường cũng không có bàn cãi làm gì các bạn tại vì đó là những cái chúng ta cũng đã nghe từ rất là nhiều người mà họ hoàn như vậy Bitcoin rồi. Nhưng mà đối với một nhà đầu tư đó thì họ nhìn đơn giản hơn các bạn, họ chỉ nghĩ là chúng ta có thể có những cái sự lựa chọn nào hiện bây giờ đương nhiên đó, những nhà đầu tư họ luôn phải có những cách để mà quản lý rủi ro của họ thì họ sẽ lựa chọn những tài sản nào mà họ cảm thấy được là cho họ cái cơ hội lợi nhuận cao nhất với cái rủi ro dài hạn thấp nhất các bạn và ngay bây giờ nhiều những nhà đầu tư họ hướng tới bitcoin các bạn và họ thật sự xem bitcoin là bạn điện tử cho dù có một số người cũng không tin nhưng mà cái đó không quan trọng các bạn những người tin thì họ sẽ tự có bitcoin trong danh mục đầu tư của mình và một điều khác nữa các bạn có thể thấy là Bitcoin là một cái đề tài mà được nói đến rất là nhiều. Tại sao mà Paul Tudor Jones nói về Bitcoin ngày hôm nay cũng đơn giản tại vì Andrew Sorkin đây là người dẫn chương trình của đài CNBC hỏi về Bitcoin và những mà nào mà theo dõi kênh lâu năm cũng nó biết là Andrew Sorkin là một người mà trên căn bản rất đồng hoàng như về Bitcoin điều thú vị đó ở trên đài CNBC thì có rất nhiều người dẫn chương trình chúng ta có những người lớn tuổi hơn như là chúng ta nói tới Joe Kernan các bạn Joe Kernan thì lớn tuổi hơn năm nay đã ông đã 68 tuổi rồi nhưng mà Joe Kernan là một người rất là bullish về Bitcoin các bạn trong khi Andrew Sorkin thì trẻ rất là nhiều nhưng mà Andrew Sorkin thì là một người mà rất đồng hoàng như về Bitcoin điều đó là điều thú vị ở đây nhưng mà cho dù các bạn thích hay là không thích thì các bạn thấy bitcoin vẫn là một đề tài được nói đến crypto vẫn là một đề tài được nói đến trong rất nhiều bối cảnh trong bối cảnh đầu tư trong bối cảnh chính trị các bạn thấy được đây là một trong những điều mà làm cho thuận có lòng tin vào thị trường này hôm qua Thuận có thấy một cái comment của một bạn và nhắc nhở cho thằng nhớ đó chúng ta có thể thấy là có người ghét Bitcoin crypto, có người thích Bitcoin crypto hiện bây giờ không sao cả nhưng mà cho dù ghét hay thích đó, thì họ vẫn sẽ nói về Bitcoin crypto miễn là còn người nói về Bitcoin crypto có nghĩa là Bitcoin crypto ra là một thứ gì đó rất là có giá trị và thu hút cho nên mới có rất là nhiều ý kiến khác nhau các bạn ngày mà Bitcoin crypto không được đề cập đến nữa đó thì đó chính là cái ngày mà sẽ rất là ảm đạm về thị trường cho dù ghét hay là thích các bạn thấy được là cả hai đều đóng góp vào câu chuyện về crypto khiến cho nó sôi động hơn. Và nói tới chính trị đó thì chúng ta thấy được là Andy Barr, người này nè các bạn, người bên dưới này thì đây là một dân biểu hiện tại và Andy Barr đang tranh cử để mà kế nhiệm chủ tịch Patrick McHenry. Thì những bạn nào mà theo dõi kênh nên thì cũng biết là Patrick McHenry đó chính là chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện, một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto và một trong những người dẫn đầu cái phong trào chống lại SEC ở Hạ viện các bạn. Thì đáng tiếc đó ông sẽ về hưu vào đầu năm sau các bạn thì chúng ta sẽ có một chủ tịch mới thì bây giờ đó thì Andy Barr là người sẽ đứng ra để mà tranh cái chức chủ tịch đó thì Andy Barr là người như thế nào thì là một người rất ủng hộ crypto các bạn những bạn nào mà không rành thì các bạn có thể lên một trang web có tên là standwithcrypto.org nghĩa là standwithcrypto.org để xem coi có, có zoom vào được hay là không thì đây là một trang web mà các bạn có thể lên đây và các bạn có thể để bất kỳ tên của một nhà chính trị gia nào ở Hoa Kỳ và các bạn sẽ thấy được là họ sẽ được xếp hạng là từ A cho đến F, A có nghĩa là ủng hộ các bạn và F nghĩa là rất là ghét. Chúng ta thấy là thượng nghị sĩ Warren và dân biểu Brashman là những người mà rất ghét crypto các bạn cho nên bị hạn F. Nhưng mà chúng ta cũng có những người giống như là thượng nghị sĩ Loomis, dân biểu Tom Emmer là những người rất là ủng hộ các bạn và đây là một cái list rất là dài các bạn chỉ cần để tên vào thì các bạn sẽ biết được là người đó là có người ủng hộ crypto hay là không ủng hộ và Andy Barr là người mà có hạng A các bạn nghĩa là rất là ủng hộ crypto thì ủng hộ là gì có nghĩa là không phải nói suông mà có những hành động cụ thể các bạn nhìn thấy được là Andy Barr là một trong những người mà đã bỏ phiếu ủng hộ dư lực Fit 21, đây là dự luật nền tảng crypto Hoa Kỳ, bỏ phiếu ủng hộ bãi bỏ SAP 121, đây là cái quy định kế toán của SEC khiến cho nhiều ngân hàng không có tham gia vào lĩnh vực crypto được, các bạn thấy được là bỏ phiếu cho rất nhiều những cái dự luật ủng hộ crypto và cũng đã nhiều lần đứng ra để mà ủng hộ crypto trước quốc hội các bạn. Cho nên đây là một người mà cực kỳ ủng hộ. Chúng ta cũng muốn Andy Bo trở thành chủ tịch hạ viện kế tiếp. Tại vì đó chủ tịch ủy ban tài chính hạ viện là một cái ủy ban mà giám sát những cơ quan quản lý như là SEC và Andy Barr cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông qua đạo luật đổi mới tài chính và công nghệ cho thế kỷ 21. Fit 21 đó thì ông là một trong những người mà muốn thấy cây dự luật này để trở thành luật càng nhanh càng tốt các bạn và ông cũng đã bày tỏ sự thất vọng khi mà quốc hội không thể lật ngược quyền phủ quyết của tổng thống Biden đối với quy định lưu ký hạn chế các tổ chức tài chính giữ tài sản của thuật số SAP 121. Nói chung đó, thì năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi trong cái bộ máy chính trị ở Hoa Kỳ các bạn. Nhưng mà dù sao đi nữa, chúng ta cũng thấy được là một điều đó hầu như không có thay đổi. Đó chính là nợ công Hoa Kỳ ngày càng tăng lên, tiền ngày càng được in ra các bạn. Thì khi nào tiền được in ra thì có thể nghĩ đơn giản là mỗi lần mà chính phủ Hoa Kỳ cần bao nhiêu tiền để mà làm bất cứ việc gì thì nếu như mà họ không thể bán được cái công trái phiếu đó giống như là họ muốn bán giả sử như là 1.000 tỷ công trái phiếu mà bán chỉ được phân nửa mà thôi thì phân nửa còn lại sẽ được mua bởi Fed chỉ đơn giản là như vậy và Fed mua công trái phiếu đó họ sẽ để công trái phiếu Hoa Kỳ vào cái danh sách của họ danh sách kế toán của họ là một tài sản rồi sau đó họ sẽ xuất cái phần tiền tương ứng để mà gửi vào cái cao của Bộ Tài chính của Hoa Kỳ và tiền đó sẽ được sử dụng và đó có coi như là một cái cách in tiền và chúng ta thấy được là Hoa Kỳ đã tốn 221 năm để có thể đạt được 12.000 tỷ nợ công nhưng mà chỉ trong vòng 5 năm vừa qua thôi Hoa Kỳ đã có thêm 12.000 tỷ nợ công rồi các bạn cái tốc độ in tiền và nợ công nó tăng chóng mặt sau khi mà có thời kỳ đại dịch và chúng ta cũng thấy được là ít nhất thì trong hai ứng cử viên chúng ta cũng có cụ tổng thống Donald Trump hiện bây giờ đó thì cũng đã bắt đầu nói về đề tài này và cách đây khoảng chừng vài ngày đó thì ông đã có một bài phỏng vấn với lại Maria Barimoto ở trên Fox các bạn thì câu hỏi là ông đã nói rằng có rất nhiều lãng phí trong chính phủ vì những cơ quan nào mà ông muốn đóng cửa thì Trump nói là để tôi cho bằng họ một người khác vì tôi sẽ có Elon Musk Elon sẽ là bộ trưởng cắt giảm chi phí Elon không muốn tham gia vào chính trị nhưng mà Elon rất hào hứng đảm nhận vai trò này và nếu như mà trump thắng cử và elon phụ trách giảm chi phí của chính phủ đó thì đây sẽ là tin tức tốt cho crypto các bạn. Trước hết thì Trump phải thành công đắc cử các bạn và nói thật đó về việc có giảm chi phí được hay không thì cũng là một câu hỏi tại vì chi tiêu sẽ rất là nhiều các bạn, cả hai ứng cử viên đều sẽ có rất nhiều chi tiêu. Không biết là Elon có thể giảm được bao nhiêu chi tiêu của chính phủ. Nhưng mà đó không phải là điều thường muốn chia sẻ đây các bạn. Điều mình muốn chia sẻ đây đó là Elon rất là ghét SEC sau khi mà SEC kiện Elon vì thuyết về cổ phiếu của Tesla đã khiến Elon mất chức chủ tịch của Tesla. Elon có thể đã sẽ sa thải rất nhiều nhân viên của SEC các bạn và <laughs> Elon Musk cũng đã từng nói rõ là tôi không tôn trọng SEC Tôi đồng ý với thỏa thuận dàn xếp chỉ vì tôi tôn trọng hệ thống tư pháp Đừng chia sẻ cái clip ngắn này về các bạn Đây là một cái clip mà rất nổi tiếng à, Thuận chỉ cần chia sẻ cái phần cuối này mà thôi Để các bạn có thể nghe được <laughs> Look at you I, 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 wanna, I, want to, I want to be clear I do not respect the SEC I do not respect them But, but you're abiding by the settlement, aren't you? Because I respect the justice system các bạn cũng đã nghe Elon nói tôi không tôn trọng SEC Tôi đồng ý với thỏa thuận dàn xếp chỉ vì tôi tôn trọng hệ thống tư pháp Thì nếu như mà Elon Musk thật sự trở thành bộ trưởng bộ cắt giảm chi phí đó Thì có thể là SEC sẽ tăng tạnh đó các bạn tại vì các bạn cũng thấy được là Elon Musk là một trong những người mà rất là mạnh tay sa thải nhân viên Tesla đó cũng đã sa thải nhân viên tổng cộng là 7.000 người các bạn chỉ tính vào hồi tháng 5 của năm nay mà thôi chúng ta có thể nhìn thấy được là Elon Musk khi mà mua lại Twitter đó thì các bạn cũng đã thấy là đã nói là sẽ sa thải 80% của tất cả nhân viên cuối cùng đó thì sa thải khoảng chừng là thường nhớ 50% nhưng mà các bạn cứ nghĩ là Elon Musk mua lại Twitter 50% nhân viên bị sa thải lập tức các bạn <laughs> Các bạn thấy được là Elon Musk nặng tay cỡ nào rồi Thì nếu như mà Elon Musk trở thành Bộ trưởng buộc các giảm chi phí thì thường nghĩ là rất là nhiều đơn vị uh, chính phủ Hoa Kỳ đó sẽ rất lo lắng các bạn. Mà nói tới bầu cử tổng thống đó thì uh, các bạn có thể nhìn thấy được là ở trên trang web poll Market mà nhiều những trang web cá cược khác thì hiện bây giờ đó Trump đang dẫn đầu khoảng cách ngày càng xa các bạn. Ngay hôm nay đó thì hiện bây giờ 62.6% là nghiêng về Trump, chỉ có 37.4% nghiêng về Harris mà thôi. Và những trang web cá cược khác đó thì uh, các bạn thấy được trung bình uh, cũng tương tự, các bạn nhìn thấy được là những trang như là Betfair, Smart Market, uh, Predicted vân vân thì uh, cũng có con số tương tự như vậy, phần lớn là nhiên về Trump các bạn khoảng cách là hơn 20%, con số rất là lớn luôn nhưng mà chúng ta có thể từng nói đến là những cái trang web mà khảo sát đó thì chúng ta lại thấy một cái hiện tượng khác, ít nhất với những cái trang web khảo sát chúng ta nhìn thấy được là trung bình, có cái này có cái kia đúng như bạn, nhưng mà trung bình thì các bạn nhìn thấy được là phần lớn là nghiêng về Harris các bạn, 48 trăm cũng không phải là khoảng cách ra xa, nhưng mà Trump bây giờ đã là 47.5% Nghĩa là hai người bây giờ khoảng cách cũng không phải là xa lắm Nhưng mà những cái bài khảo sát Đến từ những cái kênh truyền thống như là Reuters thì các bạn thấy được là nghiêng về Harris nhiều hơn Và đương nhiên đó, những bài khảo sát sẽ có động lực chính trị các bạn và nó cũng không có chính xác Một trong những cái ví dụ đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là khảo sát của cái đợt bầu cử năm 2016 Thì lúc đó nó điều hướng về là Hillary Clinton sẽ đắc cử các bạn Nhưng mà cuối cùng thì Trump đã đắc cử trong cái đợt bầu cử đó cho nên đã có rất là nhiều lần nên những cái bài khảo sát này nó không có chính xác một trong những lý do tại vì nó hay thiên về một người nào các bạn tại vì khảo sát các bạn có thể làm công bằng nhất có thể hay là các bạn có thể làm khảo sát theo cách các bạn muốn để có kết quả như các bạn muốn cho nên nó sẽ có cái sự thiên vị và có những động cơ chính trị trong đó cái mà chúng ta không có biết đó là cái độ chính xác của những trang báo cá cược là bao nhiêu tại vì cái cuộc bầu cử trước đó nó không có những trang web này các bạn và hiện bây giờ có một cái sự tranh cãi rất là lớn là cái nào nó sẽ chính sắc hơn tôi nghĩ chỉ có thời gian mới có câu trả lời mà thôi những người mà họ không thích những trang web cá cược trên thì họ nói là những trang như là Polar Market thì những người ở Hoa Kỳ trên căn bản cũng không thể tham gia vào cá cược được nhưng mà chúng ta đều biết là những người Hoa Kỳ họ cũng sử dụng nhiều cái chiến thuật khác nhau như là sử dụng VPN để mà tham gia vào ICO hay là những cái đợt chào bán token thì các bạn cũng thấy được họ cũng có thể sử dụng những cái cách tương tự để mà tham gia vào cá cược các bạn chúng ta không cần phải chờ đợi lâu đâu, trong vòng vài tuần nữa sẽ có kết quả mà thôi. Và đương nhiên nếu như mà Trump thắng đó thì một trong những người sẽ tốt một hồi lạnh các bạn đó chính là chủ tịch SEC Gary Gensler. Không biết các bạn có để ý hay là không gần đây đó thì ông khá là im lặng. Nói thật đó, thì những gì mình thường nhận được ngay cả bên phía của phó tổng thống Kamala Harris cũng không có thiện cảm đối với lại Gary Gensler các bạn. Và đương nhiên Trump đã nói rất lớn tiếng là ông sẽ sa thải Gary Gensler ngày đầu tiên nếu như mà ông đắc cử thì hôm nay đây chúng ta cũng có một bài phỏng vấn với lại Gary Gensler và chủ tịch SEC Gary Gensler cũng đã chúc mừng sinh nhật lần thứ 16 của Bitcoin các bạn ngày kỷ niệm Bitcoin White Paper sẽ là ngày 31 tháng 10 thì ông chúc mừng cũng hơi sớm một chút nhưng mà các bạn thấy được ông cũng không quên nhấn mạnh là tất cả crypto đều phải tuân theo luật chứng khoán hiện hành <laughs> <laughs> ông nói gì cũng được các bạn nhưng mà tòa án đó thì không đồng tình đó là điều rõ ràng và nói tới giao chancellor đó thì thuận sẽ nói tới một người khác nữa cũng có rất nhiều những cái cuộc tranh luận hiện bây giờ Theo nhiều chiếc ghế khác nhau ở thượng viện và hạ viện các bạn không phải là chỉ chiếc ghế tổng thống đâu đây là một cái thời điểm mà chúng ta sẽ có rất là nhiều sự thay đổi về những nhân vật trong chính trị hoa kỳ các bạn năm sau đó sẽ là những nhân vật mới thì john deaton là một trong những nhân vật mà rất là ủng hộ crypto các bạn và ủng hộ xrp đã tham gia cuộc tranh luận thứ hai và cuối cùng với đại thượng nghị sĩ anti-crypto Elizabeth Warren cho chiến kế thượng viện. Thuần nên thì cũng đã thấy rõ ràng là ông đã làm tốt hơn so với cuộc tranh luận đầu tiên. Ông buộc Elizabeth Warren phải chuyển sang thế tấn công và cũng đã làm cho bà coi như là mất bình tĩnh các bạn. Cũng rõ ràng là chủ tịch SEC Gary Gansler đã trở thành một gánh nặng, một điểm yếu dễ bị tấn công. Và vâng, có rất nhiều bằng chứng về những gì mà Johnny Tinder nói liên quan tới việc là thượng nghị sĩ Warren cung cấp những câu hỏi và câu trả lời trước cho Gao Chancellor trong buổi điều trần tại thượng viện. Điểm tấn công chính của thượng nghị sĩ Warren là tiền quyên góp của John Deaton là từ ngành công nghiệp crypto. Nhưng mà John Deaton đã phản biện đơn giản là tất nhiên rồi. Ngành công nghiệp crypto ủng hộ ông vì thượng nghị sĩ Warren muốn cấm crypto mà. Không lẽ là họ ủng hộ bà. Nói gì đây cũng như không nói các bạn. Bà là người mà muốn tấn công và đàn áp họ. Cho nên tiền của họ dùng để mà ủng hộ cho Nathan điều đương nhiên rồi không có gì kìa, bàn cãi đây đây hết và thượng nghị sĩ Warren là một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm đây là lần đầu tiên thủ thấy bà bị thách thức cho dù cho Nathan có thành công hay là không đi nữa đó đó cũng là một dấu chấm hỏi các bạn tại vì nói thật đó, cái chiếc ghế của thượng nghị sĩ Warren rất là chắc chắn nhất là ở tư bang của bà bà chắc chắn cũng đã cảm nhận được áp lực từ ngành công nghiệp crypto và đang lùi bước. Các bạn thấy rất rõ ràng đó là trước đây thì bà luôn nói là crypto này, crypto nọ, Bitcoin này, Bitcoin nọ là một tài sản không có giá trị, là một cái mối đe dọ đối với lại nền tài chính của Hoa Kỳ, crypto chỉ dùng cho những tội phạm vân vân. Bà nói rất là hay các bạn. Nhưng mà khi mà đứng lên tranh luận đó, thì bà nói là OK, ai muốn mua bitcoin hay là crypto cũng được, muốn bán cũng được. Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến là tất cả phải tuân theo ở những cái quy định rõ ràng mà thôi. Các bạn thấy được là bà đã lùi một bước rồi, chứ không phải như bà nói là bà đang tạo ra một cái đạo quân chống crypto các bạn. <laughs> Để thường chia sẻ các clip ngắn này rồi thường sẽ nói tiếp với các bạn. In Washington. Senator, are you going to address the fact that she sits on the banking committee and Gary Gensler, who she's supposed to oversee and keep responsible, hold him accountable? She gave him not only the questions, but the answers to what she was going to say. She said, Here, I'm going to ask you these questions under oath and I want you to give these answers, okay? And then he did it. And then Senator Warren gets on TV and says, Don't take my word for it. Gary Gensler said it. When she's the one that told him that is corruption to its core. And Senator Warren's guilty. I prosecuted as a federal prosecutor under 18 USC 1622 suborning perjury cases. And I could convict Senator Warren like that on this. And I hope she addresses that because, Senator, you are a law professor. And I'm going to ask you when you give the student the exam and the answers and then give that student an A, would that professor get fired? You're a minute, Senator. So let's start with healthcare, where this question started. You're not going to deal with Gary Gensler? Let's start with healthcare, where this started. Exactly. And he wants to talk about corruption. Let's use the 80, 90, 100 rule 80% of Mr. Deaton's wealth is tied up in crypto. 90% of his funding for this campaign is coming from crypto. Senator, that's and time. 100% of his that's loyalty time. in Washington. Mr. Deaton, you will have 30 seconds to respond. So that gone. is corrupt. Senator, thank you. It's just Mr. starting Deaton. out. Yeah, listen, uh, you notice that she didn't even mention, I called her corrupt, and she wouldn't even address it. She, address it. she won't address it. She won't address the Epstein stuff either. She just wants to kick it under the carpet and pretend that it didn't happen. Senator, I can tell you this. I come from extreme poverty. I made all my money that I've made, I made it before I went to Washington. What people are sick of are people like you going to Washington, D.C. broke and then coming back 10 years later and being multi millionaires. And so I don't think you should ever uh, condemn anyone in the private sector who came from poverty and food stamps to make it be successful. And when you say I didn't donate, Senator, I sued the SEC. I won a Lawyer of the Year award, Summer Advocate on? of the Year, Mr. Freedom Deaton, of Defender you. award, because Mr. I did Deaton, all that work very pro much. bono. We need that's to move called on. pro bono work. Wait, i don't think you did. senator yeah. mr deaton we need, we need to move on crypto? are Sen you kidding for me for that that counts as a charitable contribution investors. that you abandoned that you abandoned senator warren <laughs> tranh luận thứ gì này nó sôi so động hơn rất là nhiều và rất rõ ràng là thượng nghị sĩ Warren cũng đã mất bình tĩnh rồi các bạn đối thuận đó thì chúng ta xem những cuộc tranh luận này những cái cuộc đấu tranh này đã từng đợt một thì đương nhiên chúng ta quan tâm đến thắng và thua các bạn nhưng mà đối thuận đó cái điều quan trọng hơn khi các bạn zoom ra thì các bạn mới thật sự thấy được là về mặt chính trị đó thì crypto ngày càng vững chắc hơn các bạn, ngày càng có nhiều người ủng hộ crypto hơn. Đó là điều rất rõ ràng rồi các bạn. Và cho dù chúng ta có thắng có thua đi nữa, ngay cả những cái đợt mà ra tò với lại SEC có thắng có thua, nhưng mà những cái điều quan trọng đó, thì đến bây giờ là crypto vẫn thắng. Nhưng mà cho dù những cái đợt thua đi nữa thì các bạn thấy được là SEC đó vẫn có thể cảm nhận được cái lực áp đến từ thị trường crypto này. Đó là điều mà chúng ta muốn các bạn. Chúng ta sẽ không chùm bước cho đến khi mà chúng ta có luật như lĩ muốn ở Hoa Kỳ. Và lãnh đạo đảng Dân Chủ Nhân dân Nhật Bản đó, thì cũng đã đề xuất kế hoạch giảm thu thuế thu nhập crypto xuống 20% trong chính sách của ông khi mà ông đắc cử. Các bạn thấy được là không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà ở những quốc gia khác đó, crypto cũng là một đề tài được đề cập đến rất là nhiều. Nó gắn liền với chính trị các bạn, ngay cả Nhật Bản cũng như vậy và đương nhiên đây là một cái đề xuất mà thôi và chỉ khi nào mà ông đắc cử các bạn hiện bây giờ ở Nhật Bản áp dụng cái mức thuế lên đến 55% đối với thu nhập từ crypto đây là lên đến mà thôi các bạn nó bắt đầu từ cái mức là khoảng 15-20% lên đến mức đó nhưng mà một điều nữa đó, nếu như mà cái dự luật này được thông qua thì cái điều mà thông cảm thấy sẽ có cái lợi nhất cho những bạn nào mà ở Nhật Bản đó chính là khi mà các bạn đổi một crypto này ra một crypto kia sẽ không bị đánh thuế đó là cái điều mà thuận không thích ở hoa kỳ các bạn tại vì khi các bạn đổi giống như là chúng ta nói tới là các bạn đổi đồng bitcoin ra đồng ethereum đi thì các bạn phải đóng thuế nếu như mà các bạn có lời cho dù các bạn chưa có đổi ra thành stablecoin và gửi tới ngân hàng của các bạn nhưng mà nếu như mà dự luật được thông qua đó thì ở nhật bản sẽ không có vấn đề đó Chúng ta cũng nói tới Indonesia thì cơ quan quản lý giao dịch hàng hóa và tương lai của Indonesia đã gia hạn thời hạn để các sàn crypto đáp ứng các yêu cầu cấp phép để trở thành nhà giao dịch tài sản tiền điện tử cho đến hết tháng 11. Việc gia hạn tuân theo bản cập nhật được phát hành vào ngày 18 tháng 10. Theo các quy định hiện hành, các sàn giao dịch cần phải hình thành quan hệ đối tác với các cơ quan chính quyền địa phương và duy trì cái sự tuân thủ. Đó là những cái thông tin lớn thì muốn chia sẻ với các bạn Còn một vài thông tin nữa tôi muốn chia sẻ Nhưng mà trước hết chúng ta hãy nhìn vào tình hình của Bitcoin Spot ETF Và ngày hôm nay đó Nói thật là một ngày mà cũng rất là im lặng cho Bitcoin ETF Chỉ có một đơn vị duy nhất bán mà thôi Các bạn nhìn theo chúng ta đang chứng kiến Dòng tiền âm là 122 triệu Ngày hôm qua chúng ta đã chứng kiến uh, liên tục là 7 ngày có dòng tiền dương các bạn hôm qua đó chúng ta cũng thấy cuối cùng là uh, BlackRock đã có một cái dòng tiền dương cực mạnh là 329 triệu các bạn và cuối cùng chúng ta đã có dòng tiền dương là 294 triệu ngày hôm qua hôm nay thì chúng ta có cái lực bán đến từ ARK Invest các bạn còn lại thì không có lực bán nhưng mà lực bán cũng khá là nhiều 134 triệu chúng ta vẫn chưa có thống kê đến từ BlackRock và khả năng nếu như BlackRock có cái lực mua như là những ngày trước đó thì chúng ta có thể hoàn toàn thấy dòng tiền dương và chúng ta được rất rõ ràng BlackRock là một quỹ hoàn toàn khác so với tất cả các quỹ còn lại như quỹ còn lại đó thì thường những ngày tốt sẽ có dòng tiền dương những ngày xấu sẽ có dòng tiền âm nhưng mà BlackRock thì không các bạn BlackRock hầu như là trong lịch sử đó có rất ít ngày có dòng tiền âm và những ngày đó đó thì cực kỳ ít luôn các bạn. Những ngày có dòng tiền dương thì nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên chúng ta thì BlackRock có thể là họ có một cái chiến lược gì đó để mà giữ cái số tiền ở trong quỹ của họ thì bây giờ thì chúng ta đương nhiên là yêu thích rồi tại vì BlackRock cứ thu mua và thu mua và thu mua các bạn và cái sự thu mua này sẽ dẫn đến là càng có ít Bitcoin được giao dịch trên sàn hơn các bạn. Và khi mà cái nguồn cầu tăng lên cái số lượng bitcoin có thể được bán trên những sản dịch tới bây giờ đang rất là thấp sẽ dẫn đến giá cả tăng mạnh và đương nhiên khi mà blackrock thu mua nếu như mà họ thu mua liên tục mà trên sàn otc không có đủ đó thì họ sẽ lấy trên sàn spot các bạn ảnh hưởng tốt đến giá cả thì bây giờ là tốt Chúng ta chỉ không biết là với tốc độ này các bạn nhìn thấy được là họ đã sở hữu rất là nhiều Bitcoin chỉ trong vòng 9 tháng mà thôi. Họ đã qua mặt luôn cả MicroStrategy và thuận có thể cảm nhận được là nếu như cứ tiếp tục như vậy đó thì trong vòng một năm hay gì nữa thôi họ có thể qua mặt luôn cả Satoshi các bạn trở thành đơn vị lưu trữ nhiều Bitcoin nhất. Lúc mà họ tích lũy đương nhiên trên thích rồi nhưng mà nhiều khi đó thuận nghĩ đến một ngày nào đó BlackRock lưu trữ quá nhiều Bitcoin không biết họ sẽ có những cái chiến lược gì các bạn. <laughs> nhưng mà đó là chuyện sau này bây giờ họ tích lũy coi như là tốt rồi các bạn chúng ta có nhìn thấy được là đối với ether etf đó, thì chỉ có một câu mà thôi đó chính là tình hình tiếp tục ảm đạm các bạn chúng ta có vài ngày nó sôi động trở lại ngay cả những ngày mà chúng ta có dòng tiền âm nó cũng coi như sôi động nhưng mà ngày hôm nay đó thì tất cả đều là con số không hết các bạn hầu như cái sự hứng thú với tựa đã lại giảm xuống rồi và chúng ta nhìn vào phần trăm bị thu có lời là bao nhiêu các bạn sau khi đã có cái sự điều chỉnh vài phần trăm từ cái mức là 69.000 đô thì chúng ta đã rời khỏi cái vùng màu đỏ các bạn Hiện bây giờ chúng ta đã ở cái mức là 92.2% ngày hôm nay chúng ta đã rời khỏi cái vùng màu đỏ này rồi nghĩa là hơn 95% có lời và cũng có một cái bài viết rất là dài Thuần cũng chưa có thời gian đọc kỹ các bạn Thuần cũng đã nhìn sơ qua rồi Đây là một cái bài để mà phản bác lại Cái bài nghiên cứu chỉ trích khôi đến từ châu Âu Chúng ta đã nói tới trong hai video vừa qua Các bạn đã nhớ là có hai cái nhà kinh tế gia đó Họ đã có một cái bài viết chỉ trích khôi Đây là bài viết được chia sẻ để mà phản bác lại những cái điểm đó Nó rất là dài luôn nhưng mà cũng là những gì mà chúng ta đã từng nói đến trong video ngày hôm qua rồi các bạn Và ngày trước đó Nhưng mà có một điểm đó thì Thuần ít nói đến Đó chính là cái bài viết đến từ hai kinh tế gia đó ở châu Âu thì đối với lại cái bài phản bác này đó thì hai người đó có mục đích chính trị cho nên mới tấn công khôi. Chúng ta còn khoảng chừng hai thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nó liên quan tới hai đồng. Thứ nhất là suy các bạn. Họ đã công bố tích hợp với lại Google Cloud được sự hỗ trợ bởi Gdaplock, sự hợp tác này là gì các bạn, hợp tác này đã sẽ cho phép những nhà phát triển truy cập dữ liệu blockchain theo thời gian thực thông qua dịch vụ pop của Google Cloud. Hiểu đơn giản hơn đó, đây là nhằm mục tiêu hỗ trợ các ứng dụng sáng tạo như là phát hiện gian lận bằng AI và các giao dịch game tốc độ cao thông qua sự tích hợp của Zeta Block, các nhà phát triển có thể nhận dữ liệu trực tiếp của blockchain của Sui trong thời gian thật. Điều này đã đặc biệt hữu ích với những ứng dụng AI đòi hỏi phải truy cập liên tục và dữ liệu mới để mà hoạt động hiệu quả. Thì đây là một cái thông tin cũng rất là tốt các bạn liên quan đến đồng xu như mà nào mà đang ho đâu đồng này nhưng mà về mặt giá cả đó thì các bạn thì được hôm nay là không được ổn lắm chúng ta nhìn thấy được là đồng xu là một trong những cái altcoin mà giảm hơn 4 phần trăm chúng ta cũng có thông tin đến từ Chainlink thì Chainlink vừa giới thiệu công nghệ mới giúp các tổ chức tài chính bảo mật thông tin khi mà giao dịch trên blockchain với tính năng Blockchain Privacy Manager, các tổ chức tài chính và ngân hàng có thể kết nối các chuỗi blockchain riêng tư với các chuỗi công cộng và các chuỗi riêng tư khác qua mạng lưới của trang tin CCIP, giúp giữ bí mật các thông tin quan trọng như là số tiền giao dịch và danh tính những bên liên quan. Khi mà sử dụng blockchain thì thuận hiểu đơn giản như thế này các bạn, blockchain đó công cộng là một cái mạng lưới mà ai cũng có thể xem được, giống như là các bạn có thể lên trên Ethereum blockchain, Bitcoin blockchain hay bất cứ blockchain công cộng nào các bạn có thấy được là tiền từ ví nào gửi đến ví nào thì đối với lại một số những cái công ty đó thì họ đương nhiên sẽ không thể uh, sử dụng được các bạn tại vì họ có nhiều những cái quy định khác nhau về bảo mật họ phải tuân thủ và đương nhiên họ cũng muốn bảo mật cái uh, thông tin cơ mật của công ty giống như là các bạn thấy được là một cái công ty nào đó họ đang trong cái quá trình là thu một công ty khác nếu như mà họ sử dụng blockchain công cộng đó, thì người ta có thể theo dõi ví của công ty đó và thấy ờ tại sao lại có một số tiền chuyển chuyển tới cái ví của công ty kia thì các bạn có thể thấy được là nó sẽ làm lộ những cái bí mật thương nghiệp nhưng mà sử dụng blockchain tư nhân không đó, thì cũng không có được lợi ích gì các bạn tại vì blockchain tư nhân không đó, thì cũng giống như là một cái cơ sở dữ liệu tập trung rồi cho nên đó, phải có một cái giải pháp tình ứng chính giữa các bạn có thể cho quyền tư nhân giữ bí mật một số thông tin nhưng mà cũng có thể sử dụng được mạng lưới công cộng để mà xác nhận thông tin thì theo tôi hiểu đó đây là một giải pháp những cái công ty này đó họ có thể sử dụng blockchain tư nhân đó kết hợp với blockchain công cộng để mà xử lý giao dịch thì những người trên blockchain công cộng của họ chỉ thấy được là có một cái giao dịch xuất hiện mà thôi chứ còn họ không có thể nào biết được là ai đứng sau lưng giao dịch đó và là bao nhiêu tiền thì đồng trang link ngày hôm nay đã các bạn thấy được là đã có một cái sự tăng trưởng nhẹ là 0.4% và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, LineX và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền kinh sàn Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn